Chương 411. Hơn 2 giờ sáng, thời gian vẫn còn kịp. Trần Kha cầm điện thoại ra để lướt xem các tin tức đã ghi trên đó. Anh đang tự hỏi mình phải hoàn thành nhiệm vụ ở nhà xác dưới lòng đất này như thế nào. Hành khách vội vã muốn đến ngôi trường bỏ hoang ở ngoại ô vào đêm khuya. Tài xế ngồi ở ghế lái chịu áp lực rất lớn, liên tục lau mồ hôi. Anh ta im lặng theo dõi nhất cử nhất động của Trần Kha qua gương chiếu hậu. Bị người khác nhìn chằm chằm như thế, cho dù là Trần Kha cũng cảm thấy không thoải mái. Anh nghi ngờ rằng nếu mình cứ tiếp tục làm như vậy, chẳng mấy chốc sẽ nằm trong danh sách đen của công ty taxi Cửu Giang. Xem ra mình cũng nên nghĩ đến việc mua một cái xe, nhưng mà mình vẫn chưa có bằng lái. Thôi quên đi, cứ đợi đến khi mình tìm được một lệ quỷ biết lái xe rồi tính tiếp. Trong đầu Trần Kha hiện lên tài xế xe tải của công ty chuyển nhà ở vùng ngoại ô phía đông. Anh cảm thấy hắn ta khá phù hợp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở nhà xác dưới lòng đất, mình phải đến vùng ngoại ô phía đông nhìn thử xem. Nếu như tài xế kia đồng ý gia nhập nhà ma, mình sẽ phải tiết kiệm tiền để mua xe. Trên mặt không nhịn được mà nở một nụ cười. Trần Kha cảm thấy bản thân lại phát hiện được một nhân viên rất có tiềm năng. 2 giờ 40 phút sáng, Trần Kha đi đến trường trung học Mộ Dương. Anh chui vào rừng cây lộn xộn, đi một lúc đã nhìn thấy trường học ẩn trong đêm tối. Nơi này chỉ là cảnh tượng kinh dị 2 sao thôi, nhưng sao mình lại cảm thấy nó còn âm u hơn cả khu nội trú số 3 nhỉ? Trần Kha kéo khóa của ba lô, anh đến để mời ông hiệu trưởng về giúp đỡ mình. Cũng không định dọa ông ấy sợ. Nhưng nếu không cầm búa của bác sĩ nát sọ, thì anh luôn cảm thấy không yên tâm. Trần Kha cầm lấy cán búa, bấm nút khởi động trên máy cassette mini, đi vào trong trường học bị bỏ hoang. Hiệu trưởng đã từng xuất hiện trong phòng học cuối cùng. Kẻ giết người trong vụ án giấu xác trong giếng đã bị bắt. Sau khi cảnh sát rút khỏi thì cũng không có ai đến đây trong một khoảng thời gian dài. Cỏ dại mọc đầy sân trường, trường trung học Mộ Dương lại trở về hình dạng ban đầu. Trần Kha đi bộ trên hành lang bị cháy, đi vào tòa nhà dạy học. Anh đẩy cửa phòng học cuối cùng ra, nhìn vào trong phòng. Từng dãy bàn được xếp gọn gàng, Trần Kha ngồi vào bàn học ở giữa lớp giống như lần đầu tiên anh đến đây. Các ký tự lạ được viết trên bảng đen, các yêu cầu lạ được khắc trên mặt bàn. Cửa sổ nhẹ nhàng lay động, gió đêm thổi vào trong phòng từ khe vỡ của cửa sổ thủy tinh. Cảnh tượng giống nhau, nhưng suy nghĩ trong đầu Trần Kha lại khác hẳn với lần trước. Ông hiệu trưởng có thể trốn ở chỗ nào được nhỉ? Trần Kha không có ác ý với hiệu trưởng, chỉ muốn giúp ông ấy đoàn tụ với đám học sinh kia thôi. Anh suy nghĩ trong chốc lát, lấy bút bi từ trong ba lô ra. Anh ngồi ở chính giữa phòng học, chơi trò bút tiên. Bút tiên, người là kiếp trước của tôi là kiếp này của người. Người có thể nói cho tôi biết, hiệu trưởng đầu tiên của trường trung học Mộ Dương này bây giờ đang ở đâu không? Cây bút bi bị quấn đầy băng keo trong, đang đứng ở trên bàn, do dự viết ra 2 chữ, văn phòng. Nhìn thấy 2 chữ đó, Trần Kha nhẹ nhàng gật đầu. Anh cảm thấy bút tiên đã bắt đầu sinh ra lòng trung thành đối với nhà ma. Thậm chí nó còn cảm thấy hơi vinh dự. Điều này làm cho anh rất vui mừng. Trần Kha đứng dậy rời khỏi phòng học cuối cùng, đi vào tòa nhà văn phòng. Anh lần lượt kiểm tra từng phòng một. Cuối cùng cũng tìm thấy văn phòng hiệu trưởng nằm ở cuối hành lang. Để tạo ra ấn tượng tốt với hiệu trưởng, Trần Kha gõ cửa phòng 5 lần. Sau khi xác định không có ai đáp lại, anh mới dùng búa của bác sĩ nát sọ đập hỏng khóa cửa. Phá cửa đi vào, Trần Kha phát hiện trong phòng trống rỗng. Trường trung học Mộ Dương là do hiệu trưởng tự tay gây dựng lên, hẳn là ông ấy sẽ không rời khỏi đây. Có lẽ là do thời cơ chưa tới, hoặc có lẽ hiệu trưởng đang lo lắng đến những thứ khác, cho nên ông ấy mới không hiện thân. Khi còn sống, hiệu trưởng là một người hiền lành.
Sau khi chết lại quay về trường trung học Mộ Dương, có lẽ là do không yên tâm về hơn 20 học sinh của ông ấy. Nhưng hiện tại, đám học sinh ấy đã được mình chăm sóc rồi. Liệu có phải ông ấy đã buông bỏ chấp niệm rồi tan biến hoàn toàn không nhỉ? Trần Kha suy nghĩ một chút, cũng không phải là không có khả năng này. Anh đóng cửa phòng, đi vào trong phòng. Văn phòng hiệu trưởng vô cùng đơn sơ, ngoại trừ bàn làm việc, ghế dựa và một cái giá sách thì không còn gì nữa. Bút Tiên bảo mình đến văn phòng chắc chắn là có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ ông hiệu trưởng biết rõ mình sẽ không bỏ qua cho ông ấy? Đoán trước được mình sẽ đến đây sao? Trong đầu Trần Kha hiện lên hình ảnh ông lão béo nhưng không rõ lắm. Anh đi đến chỗ bàn làm việc, tiện tay kéo mấy ngăn bàn ra nhìn một chút. Đếm từ trên xuống dưới, trong ngăn kéo thứ nhất có một vài tờ giấy chứng nhận của cuộc thi cấp thành phố. Các giáo viên ở trường trung học Mộ Dương rất kém, nên kết quả học tập của học sinh cũng không tốt. Thông thường khi họ tham gia vào các cuộc thi khác nhau, được tổ chức trong thành phố, họ đều đứng ở vị trí cuối cùng. Những tờ giấy chứng nhận cũng có rất ít, nhưng chúng đều được hiệu trưởng giữ lại rất cẩn thận. Hiệu trưởng thật sự rất muốn điều hành ngôi trường này thật tốt, nhưng đáng tiếc, chỉ bằng một mình ông ấy thì không đủ. Trần Kha lại mở ngăn kéo thứ hai ra, trong đó có đầy những lá thư cảm ơn, phần lớn là do học sinh viết. Chúng cảm ơn những nhà hảo tâm đã quyên tiền cho chúng. Mấy thứ này mà ông ấy cũng giữ lại. Trần Kha lật xem một lúc lâu cũng không tìm được thứ gì có ích. Anh kéo ngăn kéo cuối cùng ra. Bên trong có một cái kính lão cùng mấy quyển sổ sách rất dày. Thống kê những nhà hảo tâm sao? Trần Kha mở quyển sổ ra, sau khi nhìn thấy tên người ở hàng đầu tiên, thì anh thấy hơi ngạc nhiên. Bác sĩ Cao của Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Tâm lý Cửu Giang. Để chắc chắn bác sĩ Cao này chính là cái người mà mình biết, Trần Kha còn đặc biệt lên mạng tìm kiếm một lúc lâu. Không sai, người này chính là cha của Cao Nhữ Tuyết. Lật quyển sổ, bác sĩ Cao đứng đầu trong danh sách những người quyên tiền. Điều này khiến cho Trần Kha phải thay đổi cách nhìn của mình về bác sĩ Cao một lần nữa. Phía sau quyển sổ còn ghi tên vài doanh nghiệp quyên tiền cho trường. Mỗi lần bọn họ làm từ thiện đều gióng trống khua chiêng, thông báo cho bên truyền thông. Hận không thể để cho toàn thế giới biết đến. Nhưng số tiền quyên góp trên thực tế còn không nhiều bằng một mình bác sĩ Cao. Yên lặng quyên góp cho trường học cũng không nói gì. Bác sĩ Cao làm chuyện này hình như chỉ vì muốn làm việc thiện mà thôi. Người như vậy có thể là hội trưởng của Hiệp hội Kể Chuyện Lạ sao? Trần Kha đứng ở bên cạnh bàn. Nếu như bác sĩ Cao thật sự là hội trưởng của Hiệp hội Kể Chuyện Lạ, vậy thì ông ấy chính là người phức tạp nhất mà Trần Kha từng gặp. Một mặt thì quyên góp cho trường học, chữa trị cho người bệnh, còn mặt khác thì lại giết người một cách bừa bãi, dẫn đường cho ma quỷ đằng sau cánh cửa. Rốt cuộc thì ông ấy muốn làm cái gì chứ? Không ai có thể đoán được suy nghĩ của bác sĩ Cao. Dường như nhà tâm lý học giỏi nhất Cửu Giang này luôn luôn chôn chặt lòng của mình. Cuối cùng của quyển sổ chính là lời nhắn đến bọn nhỏ do chính bác sĩ Cao viết. Tất cả đều được hiệu trưởng giữ lại. Ở phía cuối quyển sổ, Trần Kha có thể nhìn thấy một tấm ảnh được kẹp trong đó. Những người trên ảnh nhìn không rõ lắm, nhưng liếc mắt vẫn có thể nhận ra người trong hình chính là bác sĩ Cao. Ông đứng với một người đàn ông trẻ khác, bao quanh hai người họ là một đám trẻ con, và còn có một người phụ nữ nhút nhát đang đứng cách hai người không xa. Gương mặt của người phụ nữ đó rất mờ và không rõ lắm, nhưng nhìn theo dáng người thì cô ấy rất giống với người phụ nữ kỳ lạ mà Trần Kha đã gặp ở Học viện Pháp y Cửu Giang. Chương 412. Người phụ nữ kia chính là vợ bác sĩ Cao sao? Trong hình chỉ có một người phụ nữ có khuôn mặt rất nhạt nhòa. Trần Kha rời mắt, ánh mắt của anh ngừng lại ở một người khác. Có hai người trẻ tuổi đứng ở giữa, một người là bác sĩ Cao,
người còn lại nhìn hơi quen mắt. Hình như người đứng cạnh bác sĩ Cao là bác sĩ Trần ở viện mồ côi Cửu Giang. Đêm xảy ra chuyện ở thôn Hoạt Quan, Giang Linh, Phạm Úc và bác sĩ Trần cùng biến mất. Lúc đó, cảnh sát còn nghi ngờ rằng bác sĩ Trần bắt cóc Giang Linh và Phạm Úc. Bác sĩ Trần và bác sĩ Cao là bạn bè. Hình như bọn họ từng làm việc với nhau ở trung tâm nghiên cứu bệnh tâm lý Cửu Giang. Nhìn bức ảnh trong tay, Trần Ca ngồi xuống ghế ở trong phòng. Thật sự hiệu trưởng đã đem đến cho anh một tin vui. Tấm ảnh này xuất hiện đã giải đáp vấn đề mà Trần Ca tìm câu trả lời rất lâu rồi nhưng vẫn chưa giải được. Những giây phút cuối khi làm nhiệm vụ ở thôn Hoạt Quan, người phụ nữ họ Chu đã từng nói có một người đi vào từ bên ngoài, đánh nhau kịch liệt với số 10. Cũng vì người kia đến nên số 10 mới không đi cùng Ngô Phi vào trong cửa máu. Trần Ca nhớ lại những lời người phụ nữ họ Chu miêu tả về người đến từ bên ngoài này. Đối phương mặc áo khoác trắng, hình như là một bác sĩ. Xung quanh có một đám trẻ con vây quanh. Có thể xuất hiện vào thời gian và địa điểm đó, kết hợp với những miêu tả của người phụ nữ họ Chu, thì chỉ có bác sĩ Trần mà thôi. Xem ra vị bác sĩ Trần này cũng chẳng đơn giản. Nhưng tại sao ông ta lại đánh nhau với bác sĩ Cao? Từ bức ảnh này có thể thấy bọn họ là bạn bè mới đúng chứ. Bác sĩ Cao và bác sĩ Trần là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau. Một người là người khéo léo, có thể giải quyết tốt bất cứ chuyện gì. Người kia thì có vẻ không sống được trong bệnh viện lớn, vì thế mới tới viện mồ côi để làm bác sĩ tâm lý cho trẻ em. Bức thư của ông viện trưởng trong ngăn kéo có nhắc tới bác sĩ Trần. Vị bác sĩ Trần kia không phải chỉ cha mình, mà là chỉ bác sĩ Trần ở viện mồ côi Cửu Giang. Nhưng sao lá thư của ông viện trưởng lại muốn gửi tới trạm nghiên cứu sán lá máu Lâm Giang? Bác sĩ Trần từng làm việc ở trạm nghiên cứu sán lá máu sao? Không phải ông ấy là bác sĩ tâm lý à? Ban đầu, ông viện trưởng gửi thư từ qua lại với bác sĩ Trần. Nhưng vì sao cuối cùng bệnh nhân của khu nội trú số 3 lại theo phe bác sĩ Cao? Lẽ nào cũng do khu nội trú số 3 mà bác sĩ Cao và bác sĩ Trần xảy ra mâu thuẫn? Tại sao hai người này lại xảy ra mâu thuẫn trong chuyện liên quan tới cửa? Trần Ca rất muốn đi hỏi ông viện trưởng chỉ còn lại cái đầu nọ. Đáng tiếc, cánh cửa khu nội trú số 3 chỉ xuất hiện vào lúc 12 giờ đêm thôi. Một khi bỏ lỡ, trong vòng 24 tiếng không thể nào đi vào được. Cha mẹ mình từng lưu lại tin tức về khu nội trú số 3. Giám đốc La cũng từng nói, trước khi mất tích, họ đã đề cập tới khu nội trú số 3. Trong toàn bộ việc này, cha mẹ mình đóng vai trò là nhân vật gì? Trần Ca vẫn luôn tìm kiếm tin tức liên quan tới cha mẹ mình. Anh luôn cảm thấy bác sĩ Trần và bác sĩ Cao biết gì đó. Rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, Trần Ca đi một lượt khắp trường trung học Mộ Dương. Anh muốn trực tiếp cảm ơn hiệu trưởng, nhưng đối phương không có ý lộ diện. Ông ấy có thể trốn ở đâu nhỉ? Trần Ca tiếc nuối rời khỏi trường trung học Mộ Dương. Trời sắp sáng, Trần Ca trở lại nhà ma. Vừa vào cửa thì điện thoại di động màu đen rung lên một cái. Anh lấy điện thoại di động ra, mở thông báo mới ra xem. Hóa ra cảnh tượng căn phòng của người vợ đã được xây dựng xong. Cảnh tượng có chỉ số hù dọa 1 sao, không có tác dụng lớn với mình. Trên nguyên tắc có trách nhiệm với du khách, Trần Ca đem ba lô đi vào cảnh tượng dưới tầng hầm. Lấy cầu thang làm trung tâm thì bên trái là cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, bên phải là khu nội trú số 3. Phía trước là thôn Hoạt Quan, phía sau là cảnh tượng 1 sao căn phòng của người vợ mới xuất hiện. Quy mô nhà ma của mình đã gần đầy rồi. Đợi khi nhà xác dưới đất mở khóa, nhà ma của mình cũng phải tiếp tục mở rộng lần thứ 3. Lần xây dựng thêm thứ 3 là một ngưỡng cửa. Sau khi xây dựng thêm thành công, nhà ma của Trần Ca chính thức thăng cấp thành mê cung run rẩy. Cụ thể sẽ thêm công năng nào, xảy ra biến hóa như thế nào, Trần Ca cũng không rõ lắm. Anh chỉ mới xem phần giới thiệu ở điện thoại di động màu đen. Nói rằng sau khi thăng cấp, anh sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng. Đứng trong con đường xuống tầng hầm, Trần Ca liếc nhìn cảnh tượng mới xuất hiện. Đây là một căn phòng độc lập. Anh đẩy cửa phòng ra,
Bố cục bên trong phòng gần giống với căn phòng số 3004. Chẳng qua trên tường, tủ bát và bàn trà, khắp nơi đều có vết máu, đánh mạnh vào thị giác của người nhìn. Căn phòng của người vợ chắc là tái hiện lại hiện trường tử vong của chị gái Mã Dĩnh. Vẻ mặt của Trần Ca không thể hiện sự khó chịu nào. Anh cầm búa của bác sĩ nát sọ, lục soát từng chi tiết trong phòng. Dần dần anh cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ. Trong phòng có bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật không trọn vẹn. Chỉ cần đi vào trong, những tác phẩm nghệ thuật này như đang nhìn về phía Trần Ca. Trần Ca gọi đám lão Chu ra để bọn họ cảm nhận một lượt. Phản ứng của ba lệ quỷ này rất kỳ lạ. Bọn họ nói chắc chắn trong phòng có một lệ quỷ đang trốn, nhưng không biết đối phương núp ở chỗ nào. Họ chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được hơi thở của đối phương. Dường như lệ quỷ kia còn đang ngủ say. Lúc nghe được trong căn phòng này có cất giấu một lệ quỷ, ánh mắt Trần Ca thoáng sáng lên. Khi anh đẩy cửa phòng ngủ ra, biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên kỳ quái. Giữa phòng có buộc một sợi dây thừng dài. Ở khe hở của cửa tủ lộ ra một cái ga giường nhuốm máu. Trên giường có một cái chăn rũ xuống. Trên mặt đất có một vài vết máu rải rác. Quan trọng nhất là trên đầu giường có đặt một pho tượng rất xấu. Căn phòng này giống hệt căn phòng trong video của Mã Dĩnh. Trần Ca đi tới bên giường, nhìn chằm chằm pho tượng kia một lúc lâu. Anh nhẹ nhàng nâng cằm của pho tượng, nói ra một câu nói mà mấy ngày trước anh từng nói. Mày có thể kiểm tra từng câu nói kế tiếp của tao là thật hay giả, có đúng không? Không sai một chữ nào, ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi quá nhiều. Nghe được giọng nói của anh, dường như trong pho tượng có gì đó sống lại. Hơi thở trên người nó khác hẳn lúc vừa rồi, giống như một người vừa mới tỉnh dậy sau giấc mộng vậy. Trên khuôn mặt xấu xí như lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay sau đó, hai hàng nước mắt máu chảy từ trong mắt pho tượng ra. Thật khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trần Ca biết linh hồn của chị gái Mã Dĩnh đang ẩn nấp trong pho tượng này. Anh cũng không muốn làm khó đối phương. Sau này nơi đây chính là nhà mới của cô. Yên tâm đi, chuyện của cô tôi đã nghe rồi. Sau này tôi sẽ coi cô như người nhà. Ngón tay của anh khẽ lướt qua gương mặt của pho tượng. Trần Ca giúp pho tượng lau khô dòng nước mắt máu. Động tác của anh rất dịu dàng. Hung thủ giết hại cô đã bị luật pháp trừng trị. Cô cần gì có thể nói với tôi. Nước mắt máu của pho tượng không ngừng chảy, không biết do kích động hay do sợ hãi. Tôi luôn cảm thấy giữa chúng ta có một hiểu lầm nho nhỏ. Thật ra tôi không phải loại người như cô nghĩ. Trần Ca biết dục tốc bất đạt, nhưng anh tin mình có thể thay đổi cái nhìn phiến diện của lệ quỷ trong pho tượng. Chẳng phải bút tiên chính là một ví dụ tốt nhất đấy ư? Ba người hãy khuyên nhủ cô ấy, tôi đi ra bên ngoài xem trước. Trần Ca ra hiệu bằng ánh mắt với đám lão Chu, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ. Anh đóng cửa phòng lại, đứng ngoài cửa. Trong phòng truyền ra giọng nói của nhóm lão Chu. Sau này chúng ta chính là đồng nghiệp với nhau. Nói ra có lẽ cô không tin, nhưng những ngày ở trong nhà ma này là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi. Ông chủ của chúng ta nhìn có vẻ rất hung dữ, nhưng thật ra là một người hiền lành. Cậu ta cực kỳ tôn trọng chúng ta, cũng rất hiểu chúng ta. Về sau, cô sẽ từ từ thích nơi này thôi. Nơi này có rất nhiều loại ma quỷ, không ai giống ai cả. Mỗi người đều có năng lực đặc thù của bản thân, tính cách cũng rất thật thà, giản dị. Chương 413. Trần Ca đứng ở cửa nghe một hồi, bản thân anh cũng hơi ngượng. Mình có nên nói cho đám lão Chu biết pho tượng có thể đoán được câu nói là thật hay giả không? Thôi, bỏ đi, cứ để vậy cũng tốt. Trần Ca rời khỏi cảnh tượng dưới tầng hầm, đi một mình về phòng nghỉ của nhân viên. Anh mở cửa, thả người xuống giường. Cả đêm chạy ba nơi, cuộc sống về đêm của mình đúng là phong phú.
Trần Kha cởi áo khoác ra, thấy trời sắp sáng mới ngủ. Hơn 8 giờ sáng, Trần Kha bị đánh thức bởi tiếng báo thức của đồng hồ. Anh rửa mặt qua loa một chút, cầm quần áo đã giặt cất vào trong tủ, bắt đầu quét tước vệ sinh nhà ma. 8 giờ 30 phút, Từ Uyển đem theo bữa sáng tới nhà ma. Cô hàn huyên với Trần Kha vài câu rồi đi một mình vào phòng hóa trang. Trần Kha ngồi ăn bữa sáng mà Từ Uyển mang tới. Một lúc sau, Cố Phi Vũ cũng chạy tới. Hôm nay, tinh thần của tên nhóc này vẫn phơi phới, vô cùng sáng láng. Nếu không hóa trang thì chẳng ai biết là nhân viên của nhà ma. Buổi sáng vui vẻ nha ông chủ. Nhanh đi hóa trang đi, du khách sắp tới rồi đấy. Trần Kha ngồi ở cửa nhà ma ăn sáng. Anh thấy Cố Phi Vũ cười thì cũng hơi ngạc nhiên. Trong lòng cậu có chuyện gì vui à? Không có, em cảm thấy bây giờ rất vui. Cố Phi Vũ ngồi xổm bên cạnh Trần Kha, khẽ huých Trần Kha một cái, giả vờ thần bí hỏi. Ông chủ, hình như chị Từ Uyển thích anh phải không? Ngày nào chị ấy cũng mang bữa sáng đến cho anh. Có lần em còn thấy chị ấy nói chuyện với người bán đồ ăn sáng. Chị ấy nói rằng anh thường thức đêm nên không thể ăn đồ cay. Tôi hay thức đêm? Sao cô ấy biết được? Thì chị ấy quan tâm anh chứ sao? Trên mặt Cố Phi Vũ tươi cười. Thật ra sáng nào em cũng tới rất sớm. Sợ dĩ em vào trễ là vì sợ quấy rầy hai người. Đây không phải lý do cậu đi trễ. Nếu lần sau 8 giờ 30 phút mà cậu còn chưa có mặt, tôi sẽ trừ lương của cậu. Trần Kha ăn xong miếng cơm cuối cùng, đứng lên. Đừng mà. Cố Phi Vũ lẽo đẽo theo sau Trần Kha. Đại ca, em thấy có rất nhiều người thích anh. Em cũng muốn được hoan nghênh như anh. Tiểu Cố đuổi theo Trần Kha đi vào hành lang của nhà ma, giống như đang thật tình học hỏi. Lúc chú em xuất viện đã nói với em phải học hỏi từ anh nhiều một chút. Nhưng em rất ngốc, không biết học từ đâu. Cậu muốn học tôi trở thành một người được yêu thích. Trần Kha hơi khổ não suy nghĩ. Anh nhớ lại những chuyện mình từng làm. Anh cảm thấy nếu như mình nói ra, có lẽ hình tượng của mình trong lòng Cố Phi Vũ sẽ lập tức biến thành tro bụi. Trần Kha hơi do dự, vỗ nhẹ bả vai Cố Phi Vũ. Bình tĩnh, chăm chỉ, không sợ hãi. Tôi chỉ có thể nói với cậu những từ này thôi. Cố Phi Vũ suy nghĩ tỉ mỉ về lời nói của Trần Kha. Cậu ta cảm thấy Trần Kha nói rất có lý. Cậu còn trẻ, còn rất nhiều điều cần phải học. Trần Kha nhìn khuôn mặt rạng ngời của Cố Phi Vũ. Sau này cậu có thể làm ở nhà ma vào ban ngày, buổi tối nên đi học thêm cái gì đó. Nếu sau này có một ngày nhà ma không mở được nữa, cậu cũng có thể làm việc khác. Đi vào trong phòng hóa trang, Trần Kha giúp Cố Phi Vũ thay bộ đồ bác sĩ nét sọ. Sau khi anh đuổi cậu ta vào cảnh tượng, lại bắt đầu hóa trang cho Từ Uyển. Nhìn nhân viên của mình trong gương, môi Trần Kha giật giật, tựa như muốn nói điều gì đó. Ông chủ, anh muốn nói gì thì nói đi, đừng có ngập ngừng. Từ Uyển rất hiểu Trần Kha. Hai người được xem như cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn nhất của nhà ma. Không có chuyện gì lớn đâu. Chẳng qua anh cảm thấy mình làm ông chủ, nhưng ngày nào cũng để nhân viên như em chăm sóc, thật sự rất ngại. Tay nghề của Trần Kha rất vững, chỉ một loáng đã trang điểm xong rồi. Em cảm thấy anh cực khổ quá nên muốn giúp anh một chút, nhưng không biết phải làm gì. Vì thế chị đành mang cơm cho anh, là một vài chuyện không quan trọng thôi. Từ Uyển ngắm mình trong gương một chút, rất thỏa mãn. Em vào cảnh tượng đây. Ừ, đi đi. Trần Kha ngồi vào chiếc ghế Từ Uyển vừa ngồi, nhìn bóng lưng Từ Uyển đi xa. Mình còn chưa mở miệng, sao cô ấy lại biết mình muốn nói đến chuyện mang cơm nhỉ? Trần Kha lắc đầu, đứng lên. Anh chưa bao giờ cho rằng Từ Uyển sẽ hại mình, chỉ đột nhiên hơi tò mò về cô gái này thôi. Đi ra khỏi phòng hóa trang, Trần Kha mở hàng rào bảo vệ ra. Ánh mặt trời ấm áp chiếu trên người anh, anh thoải mái vươn vai. 9 giờ sáng, khu vui chơi bắt đầu chính thức mở cửa. Do có phần mềm nhà ma xuất hiện, rất nhiều du khách trước đây đã tham quan lại đi tới. Điểm tích lũy xếp hạng trên màn hình lớn ở phòng nghỉ chân vẫn đang biến hóa không ngừng.
Bên ngoài có nhân viên duy trì trật tự, Trần Kha chỉ cần phụ trách cảnh tượng ở bên dưới mà thôi. Trong từng cảnh tượng, gần như đều có du khách, áp lực của Trần Kha rất lớn. Giám đốc La cũng lo lắng bên Trần Kha xảy ra chuyện. Vì thế, nên đã mở một trung tâm cấp cứu khẩn cấp ở trong sảnh của phòng nghỉ chân. Bất kể có hữu dụng hay không, mấy bác sĩ, y tá mặc áo blue trắng vẫn đứng bên cạnh, khiến các du khách có một cảm giác lạ lạ. Để tiện cho việc vận chuyển du khách của Trần Kha, giám đốc La còn đặc biệt thuê người chế tạo một chiếc xe đẩy. Bên trên viết, xe chuyên dụng cho du khách bị ngất xỉu. Giám đốc La và chú Từ thì lo về phần hậu cần. Trần Kha hoàn toàn không cần quan tâm. Anh chỉ cần duy trì việc mở khóa cảnh tượng mới liên tục, tạo hy vọng mới cho du khách là được. Một ngày làm việc trôi qua rất nhanh. 6 giờ 30 phút tối, sau khi tiễn nhóm du khách cuối cùng, Trần Kha cho Từ Uyển và Cố Phi Vũ đã cực khổ một ngày tan ca. Anh tự cầm dụng cụ, bắt đầu quét tước, vệ sinh cửa nhà ma. 7 giờ tối mới xong việc, nhân viên của khu vui chơi thế kỷ mới đã về gần hết. So với vẻ náo loạn của ban ngày, thì buổi tối khu vui chơi rất yên tĩnh, hơi đáng sợ. Sau khi quét dọn xong, Trần Kha lại đi dạo một vòng trong các cảnh tượng. Điều thú vị là, mỗi lần anh đi vào một cảnh tượng, đều có ma quỷ tìm được những đồ mà du khách làm rơi trong cảnh tượng đặt ở cửa ra vào. Trần Kha nhặt những thứ này lên, lần lượt dán số thứ tự, rồi đem toàn bộ tới trung tâm tiếp nhận đồ thất lạc của khách ở khu vui chơi. Đây là công việc thường ngày của anh. Chẳng qua lúc anh tự dán số thứ tự cho đồ bị rơi của khách thì lại thấy một thứ rất kỳ lạ. Thẻ bảo vệ sao? Trần Kha nhìn chằm chằm tên và ảnh trên thẻ bảo vệ này, trong lòng hơi kinh ngạc. Sao thẻ bảo vệ của Trương Lực lại rơi trong nhà ma của mình? Trương Lực chính là người bảo vệ khó gần của Học viện Pháp y Cửu Giang. Trần Kha đã từng gặp anh ta một lần. Hôm nay người này tới tham quan nhà ma của mình sao? Trần Kha suy nghĩ một lát, giữ thẻ bảo vệ lại. Sau khi Trần Kha đưa những vật phẩm mà du khách đánh rơi đến trung tâm tiếp nhận xong, anh cầm thẻ bảo vệ kia đi vào phòng giám sát của nhà ma, mở video giám sát trong cảnh tượng minh hôn và chạy trốn lúc nửa đêm ra. Mỗi nhóm du khách ở những cảnh tượng dưới tầng hầm anh đều nhớ. Vì thế, có thể chắc chắn Trương Lực có tới nhà ma thì cũng chỉ đi vào cảnh tượng một sao ở trên mặt đất thôi. Trần Kha nhìn lướt qua mặt của mỗi nhóm du khách một chút, sau đó liền tua qua. Tìm khoảng 30 phút, rốt cuộc anh cũng thấy Trương Lực trong video giám sát. Người bảo vệ có tính cách quái gở này đi cùng một cô gái trẻ. Hai người lần lượt đi vào tham quan hai cảnh tượng minh hôn và chạy trốn lúc nửa đêm. Chương 414. Từ video giám sát, Trần Kha thấy rõ Trương Lực và cô gái bên cạnh anh ta cố ý tránh những sinh viên của Học viện Pháp y Cửu Giang. Dường như quan hệ của bọn họ và những sinh viên kia không tốt chút nào. Trong video trên máy tính, Trương Lực và cô gái kia cũng không có hành động nào quá thân mật. Nhìn không giống người yêu, có vẻ giống anh em hơn. Có khi nào cô gái này chính là Trương Thi Hàm không? Lý Chính đã từng nhắc đến cô gái này với Trần Kha. Trước khi chị gái của Mã Dĩnh mất tích, đã từng cãi nhau với Trương Thi Hàm. Vì thế, Trương Thi Hàm cũng bị xếp vào danh sách tình nghi. Trong video, hai người cũng như những du khách khác, khi thấy những thứ kinh dị tới sẽ bỏ chạy, khi kinh hãi sẽ hét ầm lên. Nhưng theo thời gian trôi qua, Trần Kha dần dần phát hiện ra một điểm khá kỳ lạ. Ban đầu, Trương Thi Hàm đi ở phía trước của Trương Lực. Cô ta là sinh viên của Học viện Pháp y, khả năng chịu đựng và tâm lý vững hơn so với Trương Lực là chuyện rất bình thường. Nhưng ở đoạn cuối của cảnh tượng minh hôn, khi Từ Uyển xuất hiện, trong giây phút đó, Trương Thi Hàm bị dọa, suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Lúc ấy thân thể cô ta đổ về phía sau. Từ video giám sát có thể thấy được rõ ràng Trương Lực đang đỡ phía lưng của cô ta. Từ vẻ mặt có thể thấy,
Lúc Trương Thi Hàm bị dọa đến ngớ người, Trương Lực vẫn rất bình tĩnh. Vì sao một phép y thường xuyên tiếp xúc với thi thể mà gan còn nhỏ hơn cả một bảo vệ? Sau đó Trương Thi Hàm và Trương Lực lại tiến vào cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Lúc bị Cố Phi Vũ săn đuổi, Trương Thi Hàm rất căng thẳng, kinh hoàng. Ngược lại, vẻ mặt Trương Lực vô cùng bình tĩnh. Mình luôn cảm thấy hình như người bảo vệ này đã từng gặp qua cảnh tượng đáng sợ nào đó. Hai du khách này tham quan hết cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, đến quá trưa thì rời đi. Trần Ca lại kiểm tra camera giám sát ở cổng nhà ma cùng thời gian đó. Trương Lực và Trương Thi Hàm đứng ở góc hẻo lánh trong phòng nghỉ chân. Mặc dù sắc mặt của Trương Thi Hàm tái nhợt, nhưng có vẻ tinh thần rất phấn chấn. Cô ta khoe chân múa tay nói gì đó với Trương Lực. Trên mặt Trương Lực hiện lên nụ cười hiếm thấy. Dường như em gái vui vẻ nên anh ta cũng rất vui. Cuối cùng, hình như Trương Thi Hàm nói muốn tham quan cảnh tượng hai sao. Cô ta lôi Trương Lực đến xếp hàng một lần nữa. Trương Lực xua tay lia lịa, sống chết cũng không đồng ý đi đến đó. Vì sao Trương Lực không dám tham quan cảnh tượng kinh dị hai sao? Chẳng lẽ anh ta cảm thấy trong cảnh tượng kinh dị hai sao có ma quỷ thật? Trong video giám sát, hai anh em họ ngồi nghỉ một lúc lâu trong sảnh rồi mới đi tham quan những công trình khác. Biểu hiện của Trương Thi Hàm khá bình thường, nhưng còn Trương Lực lại có vấn đề. Trần Ca nghĩ một lát, anh bỏ thẻ nhân viên vào túi, đeo ba lô đi ra khỏi nhà ma. Trước khi Lý Chính gọi điện tới, mình chỉ có thể tự thu thập những tư liệu liên quan tới nhà xác dưới đất thôi. Trần Ca đi tới Học viện Pháp y Cửu Giang, chạy thẳng tới phòng bảo vệ. Anh nhìn vào bên trong phòng, nhưng không thấy có Trương Lực ở bên trong. Xin hỏi Trương Lực có ở đây không? Tôi là nhân viên của khu vui chơi thế kỷ mới. Hôm nay anh ấy tới chỗ chúng tôi chơi có để quên chút đồ. Các anh còn tự đưa đồ thất lạc tới sao? Người nói chuyện là một bảo vệ mập mạp, nhìn có vẻ rất phúc hậu. Chẳng qua trên bụng nhiều thịt quá, cúc áo cuối cùng của đồng phục bảo vệ như sắp bung ra đến nơi rồi. Đâu có, đây là chuyện chúng tôi nên làm. Trần Ca nhìn thoáng qua thẻ nhân viên của người bảo vệ béo này. Anh ta tên là Vương Nhị Bảo. Các anh có thể nói cho tôi biết vị trí của ký túc xá không? Tôi muốn tự tay đưa đồ cho anh ấy, trực tiếp kiểm tra rõ luôn, xem có còn sót cái gì nữa không. Tính tình của lão Trương rất quái gở, nói chuyện với chúng tôi không hợp nên đã tự dọn ra ngoài ở rồi. Anh có thể tới nhà trọ Hải Minh để tìm anh ta. Nhà trọ Hải Minh? Trần Ca hơi sững sờ, nơi đó chẳng phải là nơi mà nhân cách phụ của Môn Nam từng ở sao? Anh chưa từng nghe qua cũng bình thường thôi. Căn nhà trọ kia đã quá cũ rồi, vừa bẩn vừa loạn. Ngoài giá rẻ ra thì chẳng có ưu điểm gì. Anh ấy ở phòng số bao nhiêu vậy? Số 403. Sau khi nói xong, Vương Nhị Bảo lại cảm thấy không yên lòng. Con người của lão Trương hơi kỳ lạ. Lúc đó nếu anh ta tỏ thái độ lạnh lùng với anh thì cũng đừng để ý. Con người của anh ta vẫn như thế. Được, cảm ơn. Trần Ca đón xe tới nhà trọ Hải Minh. Trên xe taxi anh luôn suy nghĩ về một vấn đề. Trương Lực ở nhà trọ Hải Minh là trùng hợp hay còn ẩn tình khác? Môn Nam nhìn thấy tin cho thuê phòng trên diễn đàn của trường, sau đó mới đến. Có khi nào người đăng tin kia là Trương Lực không? Nếu thật sự là anh ta, vậy tại sao anh ta lại làm như vậy? Trần Ca mang theo nghi vấn tới nhà trọ Hải Minh. Anh đeo ba lô tiến vào trong hành lang. Gõ nhẹ cửa phòng 403, Trần Ca đợi một lúc lâu mới thấy trong phòng truyền ra một giọng nói khó chịu. Cậu tìm ai? Cửa phòng không mở, trong phòng cũng không có tiếng bước chân. Dường như người chủ nhà kia đã rón rén đi tới bên cạnh cửa. Sau khi nhìn trộm khách qua khe cửa, người nọ mới dám cất tiếng hỏi. Hình như anh ta đang sợ cái gì đó. Trần Ca cố gắng để giọng của mình nghe hiền lành một chút. Tôi là nhân viên của khu vui chơi thế kỷ mới. Thẻ bảo vệ của anh rơi trong khu vui chơi. Sau khi tôi hỏi thăm đồng nghiệp của anh mới tìm được nơi này.
Trong phòng không có tiếng trả lời. Vài giây sau, cửa phòng mới được mở ra. Đưa thẻ cho tôi. Cánh cửa chỉ mở ra một khe nhỏ. Trương Lực trốn sau cánh cửa chưa hề ló ra. Anh ta cẩn thận như thế càng làm Trần Ca thấy khả nghi. Tôi có thể đưa cho anh, nhưng anh phải để tôi thấy anh trông như thế nào chứ. Nhỡ đâu đưa nhầm người thì tôi làm sao chịu trách nhiệm nổi. Trần Ca lấy thẻ bảo vệ ra, cố ý lắc lư trước cửa ra vào. Dường như người trong phòng kia đang do dự. Một lát sau mới mở rộng cửa ra. Trương Lực cao gầy, mọng mắt sệ xuống. Anh ta đi một đôi giày thể thao phối với một chiếc áo khoác màu xám rất phổ thông. Trong túi quần của anh ta có để thứ gì đó. Nó phồng lên khiến người ta cảm thấy như có thứ gì sắp nhảy ra ngoài. Có thể đưa thẻ cho tôi chưa? Vẫn chưa được. Trần Ca nhìn vẻ mặt của Trương Lực. Đối phương cũng nhận ra anh. Lúc này đang che che lấp lấp, cảm giác như chẳng có gì cần thiết. Tôi tới đây, ngoài việc trả lại thẻ nhân viên cho anh, còn muốn hỏi anh mấy chuyện nữa. Sắc mặt của Trương Lực lập tức tối sầm. Anh ta không nói gì nữa, lập tức đóng luôn cửa lại. Phản ứng của Trần Ca cũng không chậm. Anh giơ tay giữ lấy cánh cửa. Tôi không có ác ý, mấy chuyện này cũng rất quan trọng với anh đấy. Buông tay! Trương Lực trừng mắt với Trần Ca, giọng nói trầm thấp. Tôi biết trong lòng anh có giấu chuyện gì đó, suy nghĩ thêm một chút đi, có lẽ tôi có thể cởi nút thắt trong lòng anh. Tôi bảo cậu buông tay ra. Trương Lực nóng nảy, giọng nói cũng lớn hơn, vẻ mặt âm trầm của anh ta trở nên hơi vặn vẹo. Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu, buông ra. Thấy Trương Lực có vẻ kiên quyết như vậy, Trần Ca cũng không thể ép buộc đối phương. Một tay anh ném ba lô xuống đất, rút búa của bác sĩ nét sọ dài hơn nửa mét trong đó ra. Chiếc búa lớn dữ tợn vừa được lấy ra, một mùi máu tươi liền sộc thẳng vào mũi. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng các oan hồn đang gào khóc. Tôi chỉ đơn phương muốn giúp anh, còn anh có cần hay không thì chẳng liên quan gì tới tôi cả. Trương Lực nhìn chằm chằm búa của bác sĩ nét sọ trong tay Trần Ca, mí mắt giật giật. Anh ta nghiêm mặt. Một lúc lâu sau mới nói ba chữ: Vào trong đi. Chương 415. Trương Lực từ từ xê dịch bước chân. Anh ta không dám quay lưng về phía Trần Ca. Sau khi thấy Trần Ca đi vào phòng, anh ta vẫn dùng giọng âm trầm kia bổ sung một câu: Không cần đóng cửa phòng, cứ để đó cho thoáng khí. Trần Ca khóa trái cửa lại, xách búa của bác sĩ nét sọ vào trong phòng, nhìn quanh một chút. Gian phòng này rất đơn sơ, chỉ có mấy đồ dùng gia dụng phổ thông mà thôi. Trong phòng có một mùi gây mũi của khói thuốc lá kém chất lượng. Trên bàn trà đặt một cái đĩa sắt, bên trên đầy tàn thuốc lá. Trên thành ghế sofa có rất nhiều vết ém khói và những lỗ thủng nhỏ do bị cháy. Anh thích hút thuốc lá à? Trần Ca tự nhiên như ở nhà mình, kéo một cái ghế ở phòng khách tới gần cửa phòng. Có thể coi đây là câu hỏi đầu tiên không? Trương Lực cúi mặt xuống, đứng ở bên cạnh khay trà, cảm giác như anh ta đang cực kỳ mất tự nhiên. Tôi hỏi anh cái gì thì anh trả lời cái đó là được, tôi cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Trần Ca nhìn tàn thuốc trên đĩa sắt, rất nhiều loại, nhưng đều là loại rẻ tiền. Tốt cho tôi. Trương Lực lui về phía sau mấy bước, tựa vào cạnh cửa sổ. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Trần Ca lấy thẻ bảo vệ từ trong túi ra, đặt ở trên bàn trà, cất búa của bác sĩ nát sọ vào trong. Cô gái đi với anh tới nhà ma vào sáng nay là ai? Em gái của tôi. Gần đây con bé mới nghỉ việc, tâm trạng không tốt lắm. Vì thế tôi mới xin nghỉ để đưa nó tới khu vui chơi. Lúc hai người vào nhà ma, tại sao lại cố ý tránh những sinh viên của Học viện Pháp y Cửu Giang? Anh sợ bị nhận ra à? Trần Ca tung một cái lưới lớn ra với Trương Lực, đợi Trương Lực tiến vào, sau đó anh sẽ từ từ túm lại. Những sinh viên kia không thích tôi, nếu bị bọn họ nhìn thấy, có thể sẽ rất phiền phức. Trương Lực hít sâu một hơi. Hơn nữa, tôi và em gái tôi cũng đã quen rồi,
Quen cái gì? Trần Ca phát hiện trong lời nói của Trương Lực có hàm ý, dường như trong câu nói đó ẩn giấu cái gì đó. Trước kia em gái của tôi học tại Học viện Pháp y Cửu Giang. Vì chuyện gì đó mà nó và một cô bé khác trong trường mâu thuẫn với nhau. Cuối cùng, sau hôm cãi nhau đó một hôm, cô bé kia mất tích. Bàn tay Trương Lực từ từ nắm chặt. Từ đó về sau, trong trường có người bắt đầu tung tin đồn nhảm. Họ nói rằng cô bé kia mất tích liên quan tới em gái tôi. Chuyện này thật sự trùng hợp. Nếu không, Lý Chính đã không liệt Trương Thi Hàm và Trương Lực vào diện tình nghi. Trần Ca khẽ gật đầu. Những sinh viên kia nói gì? Lúc đầu, những kẻ khốn kiếp kia chỉ bàn luận sau lưng em gái tôi. Sau này, họ nói ngay trước mặt con bé. Bọn họ nói rằng do cãi nhau với em gái tôi, nên bệnh trầm cảm của cô bé kia trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng đã tự sát rồi. Họ còn quy kết em gái tôi là hung thủ giết người. Em gái tôi đã phi tang xác của cô bé kia. Nói tới đây, Trương Lực rút một bao thuốc lá từ trong túi ra, lấy một điếu rồi châm lửa. Khói thuốc bốc lên, lúc này Trương Lực mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Rất nhiều sinh viên vốn là bạn tốt của em gái tôi đều bỏ rơi con bé. Quãng thời gian đó, em gái tôi suýt nữa thì không trụ nổi. Thậm chí, con bé từng chạy đến từng ngóc ngách của trường học để tìm cô bé kia. Đáng tiếc vẫn không tìm thấy. Thảo nào, anh lại lãnh đạm với sinh viên Học viện Pháp y Cửu Giang như thế. Không ngờ còn có chuyện như thế xảy ra. Trần Ca nhìn Trương Lực, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng. Cảnh sát từng liên lạc với tôi, trong vụ án cô gái bị mất tích, bị giết chết kia, anh và em gái của anh là đối tượng tình nghi nhất. Sự nghi ngờ của bọn họ không phải không có lý, xét từ ba phương diện động cơ gây án, thời gian gây án và năng lực gây án, thật sự hiểm nghi của hai người lớn nhất. Chúng tôi không giết người, cô gái kia mất tích chẳng liên quan gì tới chúng tôi cả. Trương Lực rất bực bội, nhưng anh ta không dám biểu lộ ra, chỉ có thể cắn chặt đầu lọc của điếu thuốc, chút giận lên nó. Tôi biết hai người không giết người, hung thủ thật sự không phải hai anh em anh, hai người chỉ bị lợi dụng mà thôi. Bây giờ, Trần Ca nghe Trương Lực kể chuyện năm đó, anh mới hiểu được người bày kế này là người có tâm tư kín đáo, tỉ mỉ tới mức nào. Kẻ đó không chỉ xử lý xong tất cả các manh mối, mà còn lợi dụng những sinh viên không rõ chân tướng kia, lấy hai con dê ra để chịu tội thay, dẫn cảnh sát đến hướng phán đoán sai lầm. Khi Trương Lực nghe được Trần Ca dùng ngữ điệu khẳng định, bảo hung thủ không phải bọn họ, người đàn ông có tính cách tồi tệ này hơi kinh ngạc. Anh ta nhìn Trần Ca một chút, đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này cũng không khó ưa như vậy. Hôm nay anh nghỉ ở nhà nên không rõ chuyện xảy ra lắm. Thi thể của cô gái mất tích kia đã tìm được rồi. Hung thủ giết hại cô ấy cũng đã ra đầu thú. Trần Ca không giấu giếm điều gì. Hung thủ là ai? Trương Lực dập tắt điếu thuốc, đi tới trước mặt Trần Ca. Chính là nhân viên làm việc ăn mặc rất chỉn chu trong trường của các anh. Hình như hắn ta tên là Lưu Triết. Lưu Triết? Trương Lực bị ngơ tại chỗ, dường như anh ta không tiếp nhận được sự thật này. Lưu Triết chỉ là một trong những hung thủ thôi, còn một tên nữa đến nay vẫn chưa tìm được. Bây giờ chúng tôi chỉ biết tên hung thủ còn lại kia liên quan tới nhà xác dưới đất. Các cậu! Trương Lực phát hiện Trần Ca dùng từ khá kỳ lạ. Vẻ mặt của Trần Ca lập tức nghiêm túc, anh chỉ vào cửa phòng đang khóa trái. Những lời mà tôi sắp nói đây, đừng để bất kỳ ai biết. Trương Lực căng thẳng khẽ gật đầu. Tầng này chỉ có mình nhà tôi thôi, không cần lo sẽ bị người khác nghe được. Tôi cũng tuyệt đối không nói cho người thứ ba biết. Vậy là được rồi. Trần Ca lấy điện thoại di động ra, mở danh sách thường gọi của mình với đội trưởng Nhan của Chi cục Cảnh sát thành phố, Lý Tam Bảo của đồn Cảnh sát Tây Thành, Lý Chính của tổ trinh sát hình sự số 1. Sau đó chậm rãi nói. Thật ra tôi là một người liên lạc được cảnh sát sắp xếp, phối hợp điều tra rất nhiều vụ án rồi. Trương Lực câu hiểu câu không, cũng không biết vì sao anh ta dần dần cảm thấy Trần Ca có thể tin tưởng được.
tình cảnh hiện giờ của anh và em gái anh không khả quan cho lắm. Ngay sau đó, Trần Ca lại ném ra một tin tức nặng ký nữa. Bây giờ một hung thủ vẫn chưa bắt được, tình huống vẫn rất nguy hiểm. Kẻ đó vô cùng quen thuộc Học viện Pháp y Cửu Giang, hẳn là người luôn ẩn núp bên cạnh các anh. Tạm thời chúng tôi vẫn chưa xác định được đó là ai. Để không làm mọi người hoảng loạn, nên tôi mới tới tìm anh để tìm hiểu rõ tình huống. Chỉ cần tôi biết, chắc chắn tôi sẽ nói hết với cậu. Giọng của Trương Lực cũng không quá đè nén. Anh ta ngồi vào bên cạnh Trần Ca, thái độ khác hẳn lúc trước. Chúng tôi cần tư liệu liên quan tới nhà xác dưới đất, càng chi tiết càng tốt. Trần Ca cũng không khách sáo, mở miệng nói thẳng. Lần trước các cậu tới, không phải nhân viên nhà trường đã cung cấp cho các cậu rồi sao? Trương Lực hơi nghi ngờ, nhưng anh ta vẫn chọn tin tưởng Trần Ca. Trong phòng hồ sơ của thư viện có bản đồ thiết kế kiến trúc trước kia của nhà xác. Nếu cậu cần, tôi có thể chụp lại giúp cậu. Bản đồ kiến trúc chỉ là một phần thôi. Trần Ca vẫn chưa thỏa mãn. Anh làm bảo vệ trong trường nhiều năm như thế, có phát hiện có thứ kỳ lạ nào chạy ra khỏi nhà xác dưới mặt đất không? Hoặc anh đã từng gặp chuyện gì khá ly kỳ chưa?